ca sĩ Hà Anh Tuấn, idol đúng không? Một người đến giờ vẫn là tượng đài trong công tác thiện nguyện ở Việt Nam. Anh có chia sẻ về những người lính, công an, dân quân, thanh niên lao vào lũ dữ để cứu trợ, cứu mạng, tận hiến đưa cả người sống và hương linh không may mắn về với gia đình chòm xóm. Và đó là những người anh hùng thật sự và đúng nghĩa của những người mà đất nước oằn mình trong cơn bão dữ. Và nhìn những hình ảnh chia nhau vội nồi mì tôm, chân ngập nước mà mắt sáng, tâm vững chí bền, ta thấy mình nhỏ bé và biết ơn dường nào. Tất cả chúng ta chỉ là hậu phương, những đóng góp chỉ là hạt sỏi mong dính vào để họ dựa lưng mà vững bước. Và có những ca sĩ có chia sẻ thêm là sinh ra từ đâu thì mong có cơ hội trả ơn từ đó để thanh thản mà sống hết chặng đường dưới ánh mặt trời. Nên có rất là nhiều ý, một cái chia sẻ cũng rất là ngắn gọn thôi nhưng mà phải nói là cũng có sức nặng của những quả đạn trái phá. Đấy là tôi thì tôi bình luận tạm như vậy. Bởi vì rất khiêm tốn đúng không ạ? Chúng ta cũng biết là Hà Anh Tuấn toàn từ thiện tiền tỷ thôi. Đấy. Thế nhưng mà cũng chỉ nhận mình là hậu phương đúng không ạ? Những đóng góp chỉ là hạt sỏi thôi. Đấy. Thậm chí là có cả những người cũng không công khai, không nói ra. Người ta nhìn vào người ta mới biết. Đấy. Nhìn trên sao kê thì mới biết. Thế cho nên tất cả những cái những con người này, những cái trường hợp này giúp chúng ta thấy rằng là những cái ì xèo, những cái phông bạt của những cái phần tử kia nó không đáng nhắc tới, đúng không ạ? Nó cũng chẳng có gì. Tất nhiên là mọi thứ nó cũng là drama, nó đánh vào cái sự tò mò của mỗi người, sự hiếu kỳ để mà quan tâm để trở thành câu chuyện rộng thôi, chứ còn để ngưỡng mộ thì đó lại là chuyện khác. Đấy, và rất là một cái thái độ rất là trọng thị, trân trọng những cái sự đóng góp của lực lượng chức năng, đồng chí công an, rồi người lính, dân quân, thanh niên. Còn cũng không nói đâu xa thì ngay như cái buổi ngày hôm qua cuối tuần, gồm có chủ nhật hôm qua về trước nữa là hôm thứ bảy, thì ở các đô thị như kiểu Hà Nội, các lực lượng chức năng, công an, từ cảnh sát cho đến cả thậm chí là lực lượng an ninh chính trị, rồi cảnh sát cơ động, bộ đội ở các cái điểm đóng quân trong thành phố, rồi lực lượng thanh niên, đấy, thậm chí là cả các cái tổ hưu trí, rồi phụ nữ cũng đang dọn dẹp đường phố. Bởi vì suốt từ cái hôm thứ bảy chủ nhật tuần trước ngay sau bão thì mọi người còn đang mới chỉ khắc phục để giải quyết vấn đề là đảm bảo giao thông thôi. Cây cối cái thứ thì vẫn ngổn ngang khắp các cái phố phường, các cái cành cây, đến thậm chí bây giờ vẫn chưa dọn xong. Và một số những cái khu vực ở trong Hà Nội tôi thấy là ngổn ngang luôn. Bạn nào đi qua cái khu Định Công ấy, có nhiều cây ấy, mà toàn là cây to, cây xà cừ, rễ nông ấy, đổ hết. Thì dọn cái đống đấy mới mệt. Vẫn chưa xong, tuần này chưa xong. Đó, rất mất nhiều thời gian. Đấy, đấy. Thì cũng xem là những người như thế, trong khi chúng ta vào cái ngày cuối tuần vừa rồi, rất có thể là đi cà phê, đúng không? Gặp bạn bè, đi ăn tiệc, ăn nhậu với nhau. Đấy. Thì những người đó đang đổ ra đường. Đấy. Chưa kể những cái vùng sâu, vùng xa đang rất vật lộn với cả những cái điều kiện hết sức khó khăn như thế này. Thì những người ở ngay những cái khu vực mà có điều kiện như thành phố, đô thị thì cũng đang làm. Thì chắc là cũng sẽ có bồi dưỡng, cũng có chế độ thêm. Đấy. Thậm chí cũng có người bảo rằng là đấy, đi nhặt gỗ, cắt gỗ, cưa cây các thứ thì bán cái chỗ đấy đi thì cũng có thêm tí tí nữa. Nhưng mà cũng là cái gì đâu. Tất cả mọi người cũng đang góp sức để khắc phục cái tình trạng này thôi. Để theo thống kê thì đến nay quân đội đã gia cố và hộ đê 21 km, đấy, di rời gần 1 vạn hộ gia đình với gần 4 vạn người, 40 vạn người, tôi nhầm, và cứu được 870 người, và đồng thời tìm kiếm được 175 thi thể. Thì cũng có thể thấy rằng là so với những cái tiếng kêu cứu, đúng không ạ, quả thực là cũng chưa thấm vào đâu, bởi tình nhiều nơi địa bàn tình trạng khó khăn.
Nhưng mà chúng ta qua những hình ảnh này cũng có thể thấy rằng cũng không phải của quân đội nhân dân đâu, mà là tuổi trẻ online. Đấy, để thấy rằng là đã cố hết sức, mọi người cũng đã cố gắng hết sức để khắc phục rồi cứu hộ cứu nạn. Con người thì không phải là thần thánh, không phải là Bồ Tát để có thể giang tay chạm tới mọi nơi được. Tuy nhiên là trong cái hoạt động này, trong cả cái việc đối phó cũng như là sau đó là ứng phó cứu hộ cứu nạn thì cũng không có thần thánh nào ở đây cả, chỉ có con người thôi, hoàn toàn con người đối phó lại.